bạn cây than nhôm chữ A hay còn gọi là than nhôm lồng, dạng giống như kiểu bông san. Cái than nhôm này là than nhôm Hyundai, khóa khá là tốt nha các bạn, cái chốt này chắc chắn hay dùng cho thợ điện lạnh và thợ lắp máy hiên. Nó có thể rút lên cao và hạ xuống, mình có thể xài cái cầu thang duỗi thẳng ra xài cũng được nha các bạn. Bậc của nó khá là chắc chắn, nhôm khá là dày. Chúng tôi có thang nhôm như thế này 3 bậc, 4 bậc, 5 bậc, 6 bậc nha các bạn. Nếu các bạn có nhu cầu thì liên hệ với công ty chúng tôi, có thể giao tận nhà cho các bạn. Mua thang mà chỉ cần ở nhà gọi điện thoại thôi là chúng tôi sẽ mang đến nơi. Quá tốt nha các bạn.